Chào Thế bạn gì? Cầm. Chào bạn Ray. Bạn Ray đúng ra là không có vui, lý do thì hôm trước cách đây trước ngày Tết 30 là tao đã giữ cháu. Bạn nó lây tao bệnh, nó bị cúm á, đồ bạn nó lây tao mấy bữa nay mới đau đầu, nhức đầu, sốt, nhức mình Hồi quá. nãy cho con mấy phút để con chuẩn bị con giọt. Con nghe anh Thơ Quang với Kiên Giang nói chuyện cái vụ gì đốt pháo gì 7.000 đô đó. Nói đi, rồi mày nói rồi tao Thì nói. vậy thì nó như thế này, anh Thơ Quang anh nói bên Mỹ có thấy không, thì thật sự em ở bên đây ba mươi mấy năm rồi, em chưa có thấy ai mà bỏ ra tiền như vậy mà chơi hết. Thì nếu mà so sánh, nếu mà nói ra đó thì không biết mình đúng hay là sai, nhưng thật sự cái đó là sự thật, là em không có thấy, không có ai mà bỏ số tiền như vậy với cái dân Việt kiều bình thường. Rồi. Có thể có hay là không, nếu như thí dụ như bản thân em đi, nếu em là chủ một cái kinh doanh cơ sở nào, em là triệu phú hay là tỷ phú, triệu phú, 7.000 đô, yes, em bỏ ra 7.000 đô em Đúng. chơi được. Để chi? Để em lấy khách hàng, em giống như Tết mà em chơi một cái cho nó hoành Đúng tráng thì rồi, em Tết chơi nhất được. mấy Còn cái nếu mà chợ. nói về để nói cho chuyên gia nó hiểu là vậy, nếu mà nói về mà người dân trung bình thôi, tất cả các Việt kiều thì bây giờ anh có làm 5.000 đô, 10.000 đô một tháng đi nữa cũng không có ai mà bỏ ra tới 7.000 đô để đốt hơi khơi ở đây đâu. Là Cái dốc. chuyện đó là rất là khó, Là dốc. chỉ trừ khi cái ông đó giống như Việt Rai mới nói, thí dụ như là Việt Rai đi, Việt Rai chơi á, với điều kiện Việt Rai trong nhà băng phải có vài triệu bạc nằm ở đó làm ăn, hay là có một cái kinh doanh cơ sở, một cái chợ, một cái gì lớn thì Việt Rai chơi chơi cho cái người dân mình để họ tới, nói chung là cũng gì biết nền kinh tế thôi. Nó Chứ không còn bao giờ xảy ra ở nước Mỹ mà bỏ đâu, ra nhưng hơi mà ở khơi Việt, bình thường, bỏ ra 7.000 nhưng mà ở đô Việt Nam thì cái chuyện đó có. vô lý, Đây nè, thì để tao tiếp chuyện đó lời không hợp mày, và tao nói không bao giờ có chuyện đó. Và cá nhân tao hoặc là bất cứ một rồi. người nào, tao nghĩ là không bao giờ có chuyện đó, là bởi vì chuyện nó phí. Và cái người Việt Nam mình nó có cái tánh háo thắng là chỗ này nè. Nếu ở trong nước Việt Nam á, giống như nãy thực quan nói thì đúng, ok, có thể là mày rút một thước, tao rút hai thước, mày kia rút ba thước để chứng tỏ. Nhưng mà ở bên Mỹ này thì thằng nào giống như thằng nãy, thằng nào cũng thủ, kể cả Ở tao cũng Việt thủ, Nam á, kể cả tao cũng thủ, cho con không chấm mắt cho mày ai nè, không ở ai Việt bao Nam giờ. á, cái tâm lý người Việt Nam nó như thế này, là bác ở trong nước nó khác, còn cái người dân ở nước ngoài Đúng á, cái rồi, tâm lý người ta suy nghĩ nó khác. khác Mình đúng rồi đúng làm gì đúng làm rồi phải đúng rồi thủ, mà đúng đâu phải rồi xung quanh mình đâu, ai đâu đâu xa phải xứ gì mà. con phải thủ chứ. Mẹ lỡ có cái gì cái 7.000 đô con còn phải con cái con ăn học, nói chung là chi phí nó quá nhiều, Quá nó nhiều. quá nhiều cái chi phí xung quanh mình đi, mình không nỡ, mình không thể nào bỏ ra 7.000 đô để mình đốt pháo được, no way. Chuyện đó là không 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 có không Đúng có được, rồi. không Never. có, bản thân mình không cho phép làm được cái chuyện đó. Tại vì xung quanh mình nè, bill bọng thuế má nó đủ các kiểu đó. Rồi có một cái này nó cũng hay hay, Việt Nam mới coi thôi nha, Việt Rai cũng biết là hôm qua thôi, không biết anh nào có post một cái gì lên trên cộng đồng mạng, lướt sơ qua thôi, hình như Phúc Thủ là ai đó, thấy cái câu này hay nè, mà mình biết rồi mà mình từ nãy giờ mình không có nói tới, là nếu mà ở bên Mỹ mà không cho bán nhà trả góp, dân Mỹ có làm chủ được căn nhà nhiều bằng ở Việt Nam không? Đó, bà Cầm nói đi. Đúng rồi, Bên có nghĩa Mỹ mà nó không là cho bán trả góp, con nói thiệt, không có ai mà mua nổi căn nhà, không ai mà mua được nhà luôn đúng rồi, cái tâm lý của á. đa số những người nhập cư, mình không nói riêng cho tàu mua nhà trả góp nó giống như là đi mướn một cái nhà, cái không có khác gì cả. Nhưng mà nó có hai cái Thì điều nhà kiện của nhà băng cầm cầm mà mà. thế rồi, mà tao nói mà cả đời mày, khi mà trả dứt cái căn nhà rồi thì cái giấy sổ đỏ cũng không có để mày cầm nữa. Rượu. Bởi vì giao dịch nó giao dịch trên ngân hàng mày, xong rồi thì ok mày để đi ngân hàng của mày để đi. Mày muốn bán nhà mày sang nhượng bất cứ gì thì giao dịch qua ngân hàng, thành ra mày đâu có thấy tờ sổ đỏ là cái mẹ gì đâu, nó thẳng là như vậy. Chừng nào trả hết rồi mới thấy. Mà trả hết chưa chắc sẽ thấy rượu, hầu như tất cả Không, mọi người. trả Còn nói hết gì, thì nó gửi về cho bác cái link, cái liên đúng nó rồi. kêu là cái link, là cái link holder, cái đúng rồi, cái tiền nhà, cái tờ giấy là của cái district, cái quận của mình á, nó gửi về, Ủa, nó gửi về ủa vừa nó ra, nói vừa ra ơi ơi cho anh. họ cái bên đó pháo á,
pháo á, bên đó ví dụ mua một thước pháo đi thì khoảng bao nhiêu tiền? À, pháo bên này nó ngộ lắm nè. Pháo bên này nó không có, nó bán thường thường á, mà anh thấy chợ búa mà nó bán cái kiểu mà đốt nguyên cái dây pháo dày sọc vậy đó, là nó có một cái chỗ đó thì thật sự nói ra là em không có rành. Anh phải order, anh phải tới ngay chỗ cái khu phố Tàu á, hay là cái gì đó, hay là anh phải đặt hàng ở đâu, một cái công ty nào ở đâu á nó gửi qua. Thì cái giá thì em không biết, còn đa số á, là ở đây nó cho đốt pháo á, là đốt pháo bông. Đúng rồi, Đốt pháo pháo nổ, bông. pháo sắt, pháo mà có tính chất Đó. sát thương là không có. À, vậy là cuối cùng là cái pháo nổ mà nó Đó. đưa lên clip nổ đùng 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 á, là nó đặt hàng của Trung Quốc đúng không? Đúng, đúng. Anh mua một cái là ví dụ như là chục thước Với lại tổ phải sư, tổ sư dạng đó ba, là tổ sư cha, cái lũ ba que thiệt tình đó, mà pháo nó nó sẵn làm sao sàng nó bỏ tiền nó mua pháo, nó ủng hộ kinh tế cho Trung Quốc để nó đốt, vô là làm thấy chưa, thấy gì cũng vậy, thấy sao thấy cái độ khốn nạn của cái lũ ba que chưa. rồi Đó, trời mà hàng ơi của Việt Nam qua thì nó tẩy chay, nó có cái cái này này chưa, cái thấy nó gì mắc đó vậy đúng chưa, nó đúng có cái việc qua rồi đó ở pháo cái cộng đồng người cho bán ít như là tiểu bang tao á, còn những cái tiểu bang làm đông như là dạ California là ở em Tết đến á, có những cái chợ mà định muốn đang thu hút kiếm vào gì những vậy nó mày nằm ở tắt đây cái, kìa mày tắt cái quạt mày, cái ồn ào quá, có những cái chợ của người Hoa hoặc là những người Mỹ, là Mỹ thì không xài nhưng mà có người đa số người Hoa, người ta sẽ rước những cái phong tục quán của họ, là họ rước những cái đoàn múa lân tới hoặc là khai trương tiệm vàng hay cái gì đó trong mùa Tết á, thì có thể trong đó họ bỏ tiền ra họ mua đốt pháo, họ đốt đốt để chi, đốt là người Tàu chứ người Việt không có đâu, có nghĩa là họ đốt cũng khá là nhiều pháo, có nghĩa là 1 2 giây 3 4 giây là có những cái bành bì để khai trương cái tiệm của họ, nhưng mà đa số là người ta kinh doanh và người đó là người Tàu, còn người Việt mà bỏ ra chỉ là chừng 200 đồng thôi đủ mua trong pháo, chưa chắc ngày đó là bỏ, chứ ở nó tào lao không bao giờ nó bỏ pháo, lại. tất cả các pháo mà ở bên đây đốt đều là của Trung Đúng Quốc rồi, hết, mua pháo đốt cho cố vô là ủng hộ Trung Quốc đúng đó. rồi. Nếu mà À, theo mấy ông ba que mà nghiên cứu mà nghêu ngao á, rồi là đúng ăn pháo rồi, ăn 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 cho cố vô là mua pháo. Người Việt Nam mình có làm pháo đâu, đúng nó có rồi, không, tức quá, Mỹ nó có tức không, quá. nó hôm làm nay hôm nay biết sao pháo không, hôm hôm nay biết sao không, ông Việt ơi, hôm nay thì Quang Lâm lại không vào, hôm nay Quang Lâm lại không vào đó, đúng ra hôm nay Quang Lâm vào để Quang Lâm nắm thêm cái điểm này nữa. chủ đề đó Ồ, luôn á, cái chủ mà đề này đốt hay cho à, cố đúng vô, chưa, đốt cho cô vô cố vô sáu thì cái ngàn dạng bảy đó ngàn là mười ngàn gì đó. đi ủng hộ Trung Quốc đâu, mà trong khi đó miệng mồm biểu tình thì quan quan kêu chống Trung Quốc, chống cái mã té ông cố ông cổ ông sơn kỹ ông kỹ rồi đó, chống cái gì đó. Mẹ quá Cháu cái là gì hài. hài hước anh đừng làm gì cái nhiều chuyện rồi mua, cái ý của nãy thư quan lúc đầu ra vô thì nói thẳng là lại coi như cho thằng kia nó rõ ràng, của viên Kiên Giang cái rõ ràng chứ, tức là người Việt đi du lịch hiểu không, thì qua Mỹ họ tuyên bố vun vít gì đó thì có nghĩa là người đó là gốc Việt, hộ khẩu hoặc thường trú ở Việt Nam, thì không có lý do gì khi du lịch mà không về Việt Nam được, nhưng mà hãy mở miệng ra là chuyện tào lao, mà giống là nói cho dân kia nó hiểu gì đó. Cái gì bây Bên giờ bu cà ở mất tiếng rồi. mất tiếng hả, tiếng chưa còn á, Đó, rồi nghe có lại rồi thôi, có nghe rồi lại có thôi, rồi nghe lại thôi. Ok, thì nói chung là cái từ pháo, từ bánh, thậm chí bánh trung thu cũng của Trung Quốc rồi, bánh tết thậm chí bánh tét tao mua cũng của Trung Quốc luôn, mà dùng thấy chữ tàu để không đủ mất rõ rồi đó, Nói chung là tất tất cả cả những cái đồ trang trí ở đây mà anh thấy ở trong hội chợ đều là của của Trung Trung Quốc Quốc. hết, kể cả những cái bông những Đó. hoa đào hoa mai mà đồ giả cũng của Trung Mà Quốc luôn, bác cầm biết không, nói chung tất hết tần mấy tật. con trang trí đồ nhà con, mấy cái lồng đèn con treo á, là đọc có cái là đợt vừa rồi con về con mua ở Việt Nam con đem qua. Mấy cái Để ta lồng coi đèn của cái con con cân, mua từ Việt Nam con đem để qua. ta để ta để ta coi cái cân của tao mới mua, để cân sức khỏe này má không biết có phải Trung Quốc không, giảm lắm không, để ta coi Phải là rồi, chắc luôn hết rồi chứ phải rồi. gì nữa. Anh đâu Ta có mới biết mua, quan biết ta ta đâu, ta mua ở bên ta Trung mới Quốc mua vậy đó. cân điện tử để mà cân sức khỏe đây. Ủa, Bên thấy Đức nói chưa, chuyện nữa cái nha, này bên Đức này là
Bên Đức là về nhà cửa đó người ta cũng không có mua nổi nhà đó. Ủa, cái này của những Samsung cái đó ta? cái thành phần những cái thành phần mà giới trẻ đó, ví dụ như những cặp vợ chồng trẻ, những người đi học đại học mới ra trường khoảng chừng ba bốn chục Chết tuổi mẹ, y rồi đó, chang là luôn, đù má. Trời ơi, đù má. gì ạ? Mắt, mắt im chạy ra, thấy không, Thôi thấy ông già bị thư rồi, mệt quá ông chưa? ghen Không tôm. phải, tao dùng, Nè bây giờ nó khắp thế tao giới dùng cái trước rồi. là thấy chi, tao dùng cái trước là chỉ Samsung, tao tưởng nó của Samsung, thấy chưa? Đù má. Samsung phải là của Việt Nam mới là hàng độc, Đù má, còn còn mấy cái kỳ China vậy. là thôi rồi bị thư Được, thấy chưa, rồi. Hết này đi kiếm mày thầy thấy rõ ràng kiếm chưa, mày thấy những cái đồ mà gia dụng nhỏ nhỏ xong trong 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 vô nhà thôi Nam mà kiếm cũng mãi là cho ông già ăn con vịt đi. từ quá du nam kia thì tôi Rồi về. Ừ.